Kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin thời sự của Đài Truyền Việt Nam. Và sau đây là một số nội dung chính sẽ có trong bản tin. Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ 12 chính thức diễn ra. Trong bối cảnh mới, Công đoàn Việt Nam tiếp tục khẳng định vai trò quan trọng với giai cấp công nhân, tích cực đóng góp vào sự phát triển chung của đất nước. Chủ tịch nước Trần Đại Quang mất đi là một tổn thất lớn đối với Việt Nam. Lúc sinh thời, Chủ tịch nước là người có tầm nhìn chiến lược để đảm bảo vững chắc an ninh quốc gia trên không gian mạng. Việt Nam sản xuất thành công 2 vaccine cúm. Dự kiến vào đầu năm sau, 2 loại vaccine này sẽ được lưu hành với giá thành bằng 1/3 giá vaccine nhập khẩu. Thưa quý vị và các bạn, vào sáng ngày 25 tháng 9 tại Hà Nội đã diễn ra phiên trọng thể Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ 12, nhiệm kỳ 2018-2023. Các đoàn đại biểu quốc tế và 950 đại biểu đại diện cho 10 triệu đoàn viên công đoàn và người lao động trong cả nước đã tham dự đại hội. Báo cáo của Ban chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa 11 cho thấy, trong nhiệm kỳ qua, công tác công đoàn và phong trào công nhân đã đạt được kết quả toàn diện, đáp ứng tốt hơn nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của đoàn viên, công nhân, viên chức, người lao động. Nhiều chương trình do công đoàn tổ chức đã chăm lo phúc lợi, tháo gỡ những vấn đề bức xúc về nhà ở, nhà trẻ, nơi sinh hoạt văn hóa cho người lao động, tổ chức đối thoại thương lượng thỏa ước lao động tập thể, góp phần bảo đảm chế độ chính sách an sinh xã hội cho người lao động. Số lượng đoàn viên tăng nhanh, tính đến hết cuối năm 2017, cả nước có hơn 10 triệu đoàn viên, tăng 2,1 triệu so với đầu nhiệm kỳ. Phát biểu tại đại hội, nhấn mạnh vai trò quan trọng của Công đoàn Việt Nam trong gần 90 năm qua, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định, Công đoàn luôn gắn bó máu thịt với giai cấp công nhân, đồng hành với dân tộc và với Đảng Cộng sản Việt Nam để xây dựng đất nước phát triển như ngày hôm nay. Tổng Bí thư cũng đánh giá cao những kết quả của công đoàn trong thời gian qua, như đã đề cập trong báo cáo của Ban chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa 11. Tuy nhiên, Tổng Bí thư cũng nêu một số hạn chế trong công tác công đoàn trong phong trào công nhân. Một số bị các thế lực xấu thù địch tác động, lôi kéo, kích động đã có những việc làm sai trái, gây mất ổn định an ninh trật tự, an toàn xã hội. Chất lượng đội ngũ công nhân nước ta đang có những dấu hiệu hụt hẫng và bất cập. Xu hướng phân hóa trong đội ngũ công nhân làm cho nhiệm vụ tập hợp lực lượng và nâng cao vai trò lãnh đạo của giai cấp công nhân đối với toàn thể xã hội trở nên khó khăn. Phân tích bối cảnh tình hình thế giới hiện nay, đặc biệt của cách mạng công nghiệp lần thứ tư, có tác động sâu sắc đến sản xuất, đời sống, việc làm của người lao động. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định, Đảng, Nhà nước và nhân dân luôn dành sự quan tâm, chăm lo đặc biệt tới giai cấp công nhân và người lao động. Để phong trào công nhân và tổ chức công đoàn được nâng cao chất lượng, tổ chức phương thức và hiệu quả hoạt động, đáp ứng tình hình trong giai đoạn mới, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, việc đầu tiên và quan trọng là nâng cao nhận thức, bản lĩnh chính trị cho công nhân, viên chức, người lao động. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho rằng, để thu hút đông đảo người lao động tự nguyện tham gia, ủng hộ, gắn bó và tin tưởng vào tổ chức công đoàn, thì công đoàn các cấp phải thường xuyên quan tâm, chăm lo lợi ích chính đáng của đoàn viên và coi đây là điểm then chốt trong hoạt động. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng mong muốn đại hội lần này lựa chọn những đồng chí tiêu biểu có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, có năng lực uy tín để bầu vào Ban chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa 12, góp phần đưa phong trào công nhân tiếp tục phát triển, đạt được những thành tích to lớn hơn nữa. Thưa quý vị và các bạn, Chủ tịch nước Trần Đại Quang mất đi là một tổn thất lớn đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam. Ngay từ khi còn giữ cương vị Bộ trưởng Bộ Công an, với tư duy sắc bén, tầm nhìn chiến lược của người có bề dày kinh nghiệm trong lĩnh vực an ninh quốc gia, ông đã sớm nhận thức và chỉ ra các nguy cơ đe dọa an ninh quốc gia của tội phạm công nghệ cao, tội phạm trên không gian mạng. Sau này thì trên cương vị mới, vấn đề an ninh mạng lại càng được Chủ tịch nước dành sự quan tâm đặc biệt, bởi đây là một trong những yếu tố sống còn, góp phần bảo vệ chủ quyền và lợi ích quốc gia. Và đây cũng là lý do Chủ tịch nước tiếp tục có những chỉ đạo quan trọng để đảm bảo vững chắc an ninh của đất nước trên không gian mạng, một mặt trận mới mẻ trong cả nhận thức và thực tiễn. Không gian mạng, tương lai và hành động là tên một cuốn sách của Chủ tịch nước Trần Đại Quang viết về chủ đề an ninh mạng khi còn là Bộ trưởng Công an. Cuốn sách đã đi sâu phân tích nội dung trọng yếu trên không gian mạng,
cũng như tác động đối với an ninh quốc gia. Luận giải những vấn đề gai góc về chủ đề được quan tâm như chủ quyền không gian mạng, biên giới không gian mạng, biên phòng mạng, nguy cơ chiến tranh mạng, tình báo mạng hay khủng bố mạng. Cuốn sách được ra đời cách đây 3 năm, khi an ninh mạng lúc đó vẫn còn là vấn đề mới mẻ và khá xa lạ ở Việt Nam. Anh có tư tưởng là muốn xây dựng cái an ninh mạng trở thành một cái lực lượng nòng cốt trong bảo vệ an ninh quốc gia. Nếu mình mà trong bảo vệ an ninh quốc gia thì trong lĩnh vực đổi an ninh mạng mà không làm chủ được an ninh mạng thì chúng ta có thể phải nói rằng sẽ có nhiều tổn thất. Cho nên khi bắt đầu cái cuốn an ninh mạng ra trở thành một tài liệu học tập và hướng dẫn cho tất cả, nhất là đối với cái binh chủng trực tiếp chiến đấu trên lĩnh vực này. Chủ tịch nước Trần Đại Quang là một người đã quan tâm, dìu dắt, đồng hành cùng với quá trình hình thành, xây dựng và phát triển của lực lượng an ninh mạng, đặc biệt là trên cương vị Bộ trưởng Bộ Công an. Trong giai đoạn này, Chủ tịch nước đã trực tiếp chỉ đạo toàn bộ các cái mặt công tác của lực lượng an ninh mạng, và nay là Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao. Qua đó, lực lượng an ninh mạng Việt Nam đã có những bước trưởng thành về chính trị, tư tưởng, về nghiệp vụ, lực lượng và kể cả về tổ chức. An ninh mạng không chỉ được đề cập trong các công trình nghiên cứu. Tại những buổi làm việc sau này, Chủ tịch nước Trần Đại Quang luôn trăn trở và dành sự quan tâm đặc biệt cho vấn đề an ninh mạng. Tại cuộc tiếp xúc với cử tri thành phố Hồ Chí Minh tháng 6 vừa qua, Chủ tịch nước đã dành nhiều thời gian để nói về an ninh mạng, nguy cơ hiện hữu, đồng thời khẳng định luật an ninh mạng ra đời hoàn toàn cần thiết và rất phù hợp trong bối cảnh hiện nay. Cái việc xây dựng luật an ninh mạng nhằm để bảo đảm cái an ninh an toàn nói chung, nhưng mà cũng là bảo đảm cái quyền lợi của những người tham gia các cái dịch vụ internet, và cũng là tạo một cái chế tài để chúng ta xử lý một cách công khai minh bạch những cái hành vi vi phạm hoặc là lợi dụng các cái dịch vụ này. Và một cái điểm nữa là chúng ta xây dựng cái luật an ninh mạng này cũng là nhằm bảo đảm cái sự phù hợp với thông lệ quốc tế. Chúng ta sẽ phải khẩn trương xây dựng các nghị định, những cái văn bản hướng dẫn triển khai thực hiện luật để đưa các cái dự luật này vào cuộc sống, và chú trọng cái việc mà giải thích một cách là thuyết phục, một cách thấu đáo để cho cán bộ đảng viên và nhân dân ta hiểu rõ những cái chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước ta. Trong bối cảnh hiện nay, khi chúng ta bước vào cách mạng công nghiệp 4.0 thì vai trò của an ninh mạng càng quan trọng hơn bao giờ hết. Trong đó yêu cầu quan trọng là bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, phải phục vụ yêu cầu phát triển đất nước, xây dựng một cái không gian mạng thực sự lành mạnh, trở thành không gian mạng sinh tồn mở rộng, nơi kiến tạo và gia tăng sức mạnh của quốc gia. Và hơn bao giờ hết, chúng ta thấy rằng là nếu có an ninh quốc gia, có trật tự an toàn xã hội thì ở đời thường, thì ở đời ảo, trên cái cuộc sống ảo cũng phải được đảm bảo như vậy. Cho nên với ý nghĩa như vậy, chúng ta thấy tư tưởng và tầm nhìn của Chủ tịch nước Trần Đại Quang về không gian mạng và an ninh mạng càng quan trọng, có ý nghĩa đặc biệt. Có thể thấy rằng những chỉ dẫn của Chủ tịch nước Trần Đại Quang về an ninh mạng đã được cụ thể hóa bằng cả những vấn đề lý luận và trong thực tiễn. Đây cũng là những định hướng cho lực lượng an ninh trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia trên không gian mạng, đồng thời là minh chứng cho mong muốn trở thành thành viên tích cực trong cộng đồng quốc tế, cùng xây dựng không gian mạng an toàn, lành mạnh và văn minh của Việt Nam. Điện chia buồn, nhận được tin Chủ tịch nước Trần Đại Quang từ trần, lãnh đạo các nước, các đảng, các quốc gia Campuchia, Indonesia, Nhật Bản, Algeria, Ethiopia, Israel, Guinea, Sri Lanka, Ả Rập Xê Út, Palestine, Triều Tiên, Ấn Độ, Peru, Hội Người Việt Nam tại tỉnh Udon Thani, Thái Lan và Giáo hội Tăng giả An Nam tại Thái Lan đã có thư và điện chia buồn gửi tới lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, nhân dân Việt Nam và gia quyến Chủ tịch nước Trần Đại Quang. Thưa quý vị, vào chiều ngày 25 tháng 9, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã tiếp Chủ tịch Thượng viện Belarus Mikhail Miasnikovic đang ở Việt Nam tham dự lễ quốc tang Chủ tịch nước Trần Đại Quang. Chủ tịch Thượng viện Belarus trân trọng chuyển lời hỏi thăm và chia buồn sâu sắc của các vị lãnh đạo nhà nước và nhân dân Belarus với nhà nước và nhân dân Việt Nam trước sự ra đi đột ngột của Chủ tịch nước Trần Đại Quang. Thay mặt Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam, cũng như gia quyến Chủ tịch nước Trần Đại Quang,
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã gửi lời cảm ơn chân thành đến các vị lãnh đạo, Quốc hội và nhân dân Belarus đã chia sẻ và động viên. Chủ tịch Quốc hội khẳng định, Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn ghi nhớ và biết ơn sự ủng hộ to lớn và quý báu của Belarus dành cho Việt Nam trước đây, cũng như trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay. Nhấn mạnh Việt Nam luôn coi trọng phát triển quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt với Belarus. Trong khuôn khổ chuyến thăm Liên bang Nga, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn đã có cuộc hội đàm với Phó Chủ tịch Hội đồng Liên bang Thượng viện Nga Ilias Umakhanov, Chủ tịch Đảng Cộng sản Liên bang Nga Gennady Zhuganov. Trong cuộc gặp và hội đàm, thì Chủ tịch Trần Thanh Mẫn đã đề nghị Phó Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga Ilias Umakhanov quan tâm thúc đẩy hợp tác trao đổi kinh nghiệm hoạt động lập pháp, nâng cao vai trò nhóm nghị sĩ hữu nghị trong thúc đẩy hợp tác giữa quốc hội hai nước, tạo điều kiện thuận lợi cho xuất khẩu nông thủy sản Việt Nam sang thị trường Nga. Tại buổi gặp Chủ tịch Đảng Cộng sản Liên bang Nga Gennady Zhuganov, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn cho rằng quan hệ giữa hai đảng có ý nghĩa quan trọng trong tổng thể quan hệ giữa Việt Nam và Liên bang Nga. Tin tưởng Đảng Cộng sản Liên bang Nga sẽ ngày càng củng cố vị thế vững chắc trong đời sống chính trị xã hội, đóng góp quan trọng vào sự phát triển của Liên bang Nga. Theo Ngân hàng Nhà nước, thì tốc độ tăng trưởng về giá trị giao dịch thanh toán di động hiện nay tại Việt Nam là hơn 80% một năm. Con số này thì cho thấy sức hấp dẫn của thị trường ứng dụng thanh toán ví điện tử nói riêng và công nghệ tài chính fintech nói chung tại Việt Nam hiện nay. Với những lợi thế riêng thì các ông lớn viễn thông tại Việt Nam cũng không thể làm ngơ trước thị trường này và đang có những động thái tăng tốc đầu tư để thuyết phục người dùng cài đặt ứng dụng thanh toán của mình. Vì sao các ông lớn viễn thông thì luôn muốn đầu tư vào ví điện tử? Lý do đầu tiên là họ không thể làm ngơ trước nguồn dữ liệu lên đến hàng chục triệu khách hàng mà họ đã sẵn sở hữu. Lý do thứ hai là cái lượng khách hàng này ít nhất là có nhu cầu sử dụng ví điện tử để thanh toán cước viễn thông sao cho thuận tiện nhất. Nạp tiền, thanh toán cước hay mua các gói thoại, gói dữ liệu, những nhu cầu thanh toán cơ bản nhất của người dùng dịch vụ viễn thông đều có thể được đáp ứng trên ứng dụng MobiFone Next. Hiện ứng dụng đã có đến 1 triệu người dùng, 70% trong số đó có tương tác giao dịch thường xuyên. Nhà mạng cũng được hưởng lợi. Khách hàng nếu mà đóng cước trực tiếp trên app, mình có khuyến mãi 5% chẳng hạn, thì nó vẫn lợi hơn là mình phải tốn nhân lực đi tới từng nhà thu cước hoặc là triển khai với các đối tác thu cước thì mình phải tốn chi phí hồng cho họ. Khi triển khai cái này thì gần như là tiền khách hàng thanh toán chạy ngay vào tài khoản MobiFone. Ít nhất phải giảm được phải cỡ phải 50% cái chi phí mà đi thu cước thế. Theo số liệu từ Ngân hàng Nhà nước, đã có đến 110 triệu giao dịch thanh toán di động trong năm 2017. Giá trị giao dịch tăng ấn tượng đến hơn 80% theo năm. Ngoài sự tham gia của hầu hết các nhà băng, thị trường thanh toán di động còn có sự góp mặt của 25 tổ chức khác, bao gồm cả các ông lớn viễn thông. Và tất nhiên, cái đích nhắm đến không chỉ là thanh toán các sản phẩm viễn thông, mà là toàn bộ các sản phẩm bán lẻ. Thay đổi thói quen người tiêu dùng từ cái việc dùng tiền mặt sang cái ví điện tử, thì cái đó phải mất thời gian. Nhưng mà về cái thị trường nó không nhỏ, thị trường bán lẻ rất lớn. Trên cái ví đó chúng ta có thêm bán vé máy bay, bán vé xem phim, thậm chí là bán cà phê, bán hoa. Tất nhiên so với thị trường khác thì số lượng ứng dụng thanh toán hay ví điện tử tại Việt Nam còn ít. Nhưng điều đó không có nghĩa thị trường này sẽ không có một tương lai hứa hẹn, nhất là khi quy mô thị trường Việt Nam đến hơn 90 triệu dân. Hiện có rất nhiều nhà đầu tư từ khắp nơi trên thế giới quan tâm đến thị trường thanh toán di động nói riêng và công nghệ tài chính nói chung tại Việt Nam. Giới chuyên gia nhận định, cạnh tranh trên thị trường thanh toán điện tử là cạnh tranh về độ phủ. Ứng dụng nào càng nhiều điểm dịch vụ cho phép thanh toán sẽ càng chiếm ưu thế. Các doanh nghiệp viễn thông với lợi thế kinh nghiệm hàng chục năm trên thị trường, với hệ thống đối tác dịch vụ lớn nên khả năng mở rộng độ phủ là rất khó lường, dù có thể xuất phát trễ hơn so với các khối doanh nghiệp đối thủ. Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa tổ chức hội thảo góp ý về dự thảo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường đối với nước thải và khí thải công nghiệp sản xuất thép. Trong đó, thì dự thảo quy chuẩn mới được đánh giá là có quy định chặt chẽ hơn, ngưỡng áp dụng cao, số lượng thông số cũng nhiều hơn so với quy chuẩn năm 2013. Cụ thể là số lượng thông số về nước thải đã tăng từ 12 lên 27, số lượng thông số về khí thải tăng từ 11 lên 15.
Việc đưa ra những quy chuẩn chặt chẽ hơn là nhằm thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về bảo vệ môi trường và phòng ngừa sự cố môi trường sau sự việc xảy ra tại Formosa. Trong phần tiếp theo của bản tin, giới trẻ Việt Nam tham gia chiến dịch chấm dứt buôn bán sừng tê giác. Tìm hiểu về trị liệu nghệ thuật, một phương thức hỗ trợ cho sức khỏe tinh thần hiệu quả hiện nay. Thưa quý vị và các bạn, tiếp tục mở rộng địa bàn tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại nông trường Dốc Miếu thuộc thôn Xuân Mai, xã Gio Bình, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị. Vào chiều tối ngày 24 và sáng ngày 25 tháng 9, đội quy tập 584 Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị đã phát hiện và cất bốc được thêm 6 hài cốt liệt sĩ, nâng tổng số hài cốt liệt sĩ tìm được ở khu vực này lên 37 bộ. Trong 6 hài cốt liệt sĩ được tìm thấy thì có một hài cốt kèm theo di vật là cây bút Hồng Hà màu xanh khắc tên Nguyễn Văn Hưng, quê Mỹ Lộc, Can Lộc, Hà Tĩnh. Dòng cuối trên thân bút có khắc thêm chữ Lê Thị Thể. Sau khi phát hiện di vật thì đơn vị đã kết nối thông tin với các cơ quan chức năng của tỉnh Hà Tĩnh và được biết đó là liệt sĩ Nguyễn Văn Hưng sinh năm 1948, nhập ngũ vào năm 1965, hy sinh vào ngày 13 tháng 9 năm 1968. Chiến sĩ thuộc tiểu đoàn 3, trung đoàn 270 Vĩnh Linh. Ngoài phần mộ liệt sĩ Nguyễn Văn Hưng thì một phần mộ khác được tìm thấy cũng có nhiều di vật, trong đó có một cây bút Hồng Hà khắc tên Hoàng Xuân Quý nhưng không có tên tuổi và quê quán. Khu vực 37 hài cốt được tìm thấy thuộc nông trường Dốc Miếu. Đây là khu vực nằm trong hàng rào điện tử McNamara trước đây của Mỹ ở tỉnh Quảng Trị thời chiến tranh. Hiện thì công tác tìm kiếm các hài cốt liệt sĩ đang được đội quy tập 584 tiếp tục mở rộng địa bàn tìm kiếm và quy tập. Từ 1,2 đến 1,5 triệu người ở Việt Nam mắc hội chứng cúm hàng năm. Riêng bệnh cúm AH5N1 thì số ca chết từ năm 2003 đến tháng 12 năm 2015 là 64 ca, đứng thứ 3 trên thế giới sau Ai Cập và Indonesia. Đó là những con số đáng báo động về bệnh cúm mùa và nguy cơ đại dịch cúm có thể xảy ra tại Việt Nam. Tuy nhiên thì hiện nay, nỗi lo về bệnh cúm mùa và cúm đại dịch tại Việt Nam sẽ không còn nữa khi ngành y tế đã công bố kết quả thử nghiệm lâm sàng thành công hai vaccine cúm được sản xuất trong nước. Hơn 10 năm với 3 giai đoạn thử nghiệm lâm sàng, Viện Vaccine và Sinh phẩm Y tế Nha Trang đã sản xuất thành công hai loại vaccine phòng cúm mùa và cúm AH5N1 ở quy mô công nghiệp. Thách thức mà lớn nhất là nguyên liệu trứng gà sạch. Nếu như mà chúng ta sử dụng ở các cái trang trại chăn nuôi không đảm bảo chất lượng thì chúng ta sẽ không sản xuất được cái vaccine có chất lượng. Chính vì vậy tại Ivac chúng tôi phải xây dựng một cái cơ sở sản xuất nuôi gà, sản xuất ra cái trứng gà sạch riêng trong cái quy trình an ninh sinh học để đảm bảo cái trứng gà nguyên liệu sản xuất vaccine sạch để sản xuất vaccine. Dự kiến đầu năm 2019, hai loại vaccine này sẽ được lưu hành trên thị trường với giá thành chỉ bằng 1/3 vaccine nhập khẩu. Tổ chức Y tế Thế giới đánh giá cao sự thành công của dự án. Việt Nam không chỉ có nguồn cung cấp vaccine cúm cho nhu cầu trong nước, khu vực, mà còn có thể sản xuất theo đơn đặt hàng của WHO. Với thành công này, Việt Nam hoàn toàn có thể chủ động trong trường hợp cúm đại dịch xảy ra. Trong thời gian tới, các nhà khoa học Việt Nam sẽ tiếp tục nghiên cứu để sản xuất vaccine cúm mùa thế hệ 3 được tích hợp 4 chủng virus cúm, đồng thời sẽ hợp tác với Tổ chức Y tế Thế giới WHO để tiếp tục cập nhật, phát triển sản xuất các loại vaccine ứng phó với các biến thể virus cúm mới có thể gây dịch hoặc đại dịch. Bảo vệ động vật hoang dã, trong đó có tê giác, đang nhận được sự quan tâm của nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam. Những năm qua thì nhiều tổ chức trong và ngoài nước đã tổ chức những chiến dịch nhằm chấm dứt nạn buôn bán sừng tê giác tại Việt Nam. Cũng cùng chung mục tiêu đó, một tổ chức bảo vệ động vật thiên nhiên hoang dã của Nam Phi đã bắt đầu chiến dịch của mình tại đây với đối tượng là các em học sinh. Mặc dù bố mẹ chúng đã bị giết, nhưng khi chúng tôi đưa tay ra, chúng vẫn tiến về phía chúng tôi.
Tôi hy vọng rằng chúng ta có thể tạo ra những thay đổi để chúng có thể sống ở một thế giới tốt đẹp hơn. Đây là cảm xúc của một trong những đại sứ trẻ tê giác hoang dã sau chuyến đi một tuần tới Nam Phi. Họ là những người thắng cuộc của cuộc thi tê giác hoang dã được tổ chức bởi Tổ chức Thiên nhiên Hoang dã Châu Phi, hay còn được gọi là WFA. Đây là lần đầu tiên các em học sinh có cơ hội được khám phá cuộc sống của động vật hoang dã qua một cuộc thi. Trẻ con rồi cũng sẽ trở thành người lớn. Chúng tôi muốn các em hiểu được thông điệp thật sớm và hy vọng các em sẽ không sử dụng sừng tê giác khi trưởng thành. Và tôi cũng nghĩ rằng cha mẹ và ông bà thường lắng nghe con cái của họ. Vì vậy, đó cũng là một cách khác để chúng tôi truyền tải thông điệp. Nhiều người vẫn tin rằng sừng tê giác là một bài thuốc hay việc sử dụng sừng sẽ chứng tỏ được đẳng cấp của họ. Nhưng điều đó là không đúng sự thật. Những lời thoại trên là cuộc trò chuyện của các nhân vật trong quyển truyện tranh Kiểm Lâm Tê Giác được phát hành bởi WFA. Tổ chức này đã chọn truyện tranh như một cách tiếp cận gần gũi nhất với các em học sinh để truyền tải thông điệp của mình về nạn buôn bán sừng tê giác. Bên cạnh đó, với quan điểm giới trẻ Việt Nam là người nắm giữ chìa khóa chấm dứt nạn sử dụng sừng tê giác, trong vòng 7 năm hoạt động tại Việt Nam, WFA đã tổ chức hàng loạt các chiến dịch dần nâng cao nhận thức của các em học sinh về nạn buôn bán sừng tê giác. Mình nghĩ là cuộc nói chuyện của thầy Matthew hôm nay rất là thuyết phục và nó đem lại cho cả trường mình một cái thông điệp rằng tê giác Việt Nam đã tuyệt chủng rồi. Vậy nên chúng ta cần phải bảo vệ tê giác khỏi sự tuyệt chủng và những đất nước khác. Trở về từ chuyến đi một tuần đầy cảm xúc và trải nghiệm, các đại sứ trẻ đã phối hợp cùng WFA để tổ chức các buổi hội thảo nhằm lan tỏa thông điệp bảo vệ tê giác. WFA vẫn đang trên hành trình tìm kiếm những đại sứ trẻ tiếp theo để nỗ lực chấm dứt nạn buôn bán sừng tê giác tại Việt Nam không còn là nỗ lực của một cá nhân mà là của cả một cộng đồng. Việt Nam, be my hero. Be my hero. Be my hero. Việt Nam, be my hero. Khi nói tới trị liệu tâm lý, có lẽ nhiều người trong chúng ta sẽ nghĩ đến việc là phải tới gặp bác sĩ hay là chuyên gia tâm lý để được chữa trị. Tuy nhiên, bên cạnh các phương pháp truyền thống thì trị liệu nghệ thuật cũng là một phương thức hiệu quả để hỗ trợ cho sức khỏe tinh thần đã được áp dụng thành công ở nhiều nơi trên thế giới. Tại Việt Nam thì dù mới được giới thiệu một vài năm gần đây, nhưng trị liệu nghệ thuật đã ngày càng nhận được sự quan tâm của công chúng. Chúng ta hãy cùng ghé thăm một lớp trị liệu nghệ thuật ở Hà Nội để hiểu thêm về phương pháp chữa trị mới mẻ này. Một không gian gần gũi với giấy vẽ, bút màu và âm nhạc du dương. Thoạt nhìn có lẽ ai cũng nghĩ đây chỉ là một lớp học vẽ thông thường, nhưng đây lại là một buổi trị liệu tâm lý thông qua nghệ thuật thị giác. Những cái kiến thức về cái vẽ này nó rất thú vị mà nó làm cho mình trẻ trung hơn, vui vẻ hơn và thấy cuộc sống như là có ý nghĩa hơn. Tất cả những cái tình cảm, cảm xúc của mình thể hiện được ở trên tranh và cảm thấy là thứ nhất tâm lý được giải tỏa, thứ hai nữa mình hiểu về hội họa, về các trường phái và xem tranh thì mình thấy thú vị hơn rất là nhiều. Khác với những phương pháp trị liệu tâm lý truyền thống, tất cả mọi người đều có thể vận dụng trị liệu nghệ thuật vào cuộc sống hàng ngày, dù là sinh viên, nhân viên văn phòng, phụ nữ mang bầu, người trung tuổi hay nghỉ hưu. Trong cuộc sống này, trong hôn nhân gia đình này hay tình cảm, công việc thì thực ra ai cũng gặp những cái vấn đề khó khăn trong những cái lĩnh vực đấy cả. Nhưng mà mọi người thường thường không có cái thói quen cũng như là không biết một cách thức để có thể giải tỏa nó ra. Thì là cái mục tiêu của lớp học là mang đến cho mọi người một cái công cụ nghệ thuật để giải tỏa stress. Bên cạnh tác động tích cực về mặt tâm lý, phương pháp trị liệu nghệ thuật còn giúp người tham gia phát huy khả năng sáng tạo và tìm thấy niềm vui trong cuộc sống. Các học viên sẽ được trang bị những cái ngôn ngữ của nghệ thuật thị giác để người ta có hiểu được cũng như sử dụng nó để diễn đạt được cái nội tâm của mình, cái cảm xúc của mình. Khi mà mình đã làm chủ được cái cảm xúc của mình hoặc mình nhận diện được cái cảm xúc của mình thì mình sẽ khai mở ra những cảm xúc tích cực tốt cho cuộc sống của mỗi cá nhân. Cuộc sống hiện đại với những áp lực vô hình khiến cho ngày càng nhiều người gặp phải các vấn đề tâm lý như stress, trầm cảm, thậm chí là rối loạn tâm thần. Tìm đến nghệ thuật để duy trì sự cân bằng trong tâm trí và tái tạo những năng lượng tích cực,
Đó cũng chính là tinh thần cốt lõi của phương pháp trị liệu nghệ thuật. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin ngày hôm nay. Quý vị và các bạn có thể xem lại các chương trình của Ban Truyền hình Đối ngoại Đài Truyền Việt Nam bằng cách truy cập vào website vtv4.vn hoặc YouTube. Xin cảm ơn và kính chào tạm biệt.